Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về Google Form hay còn gọi là Google biểu mẫu. Đây là một cái ứng dụng rất là hay trong cái bộ ứng dụng của Google nhé. Thì cái bộ ứng dụng của Google về văn phòng ấy thì các bạn có thể truy cập vào trang là doc.google.com. Đây là một cái bộ ứng dụng của văn phòng của Google. Nó bao gồm có Google tài liệu, Google trang tính, Google trang trình bày và Google biểu mẫu. Nó tương tự như cái bộ Microsoft Office nhé, mà các bạn hay sử dụng ấy, bao gồm có Word này, Excel này, PowerPoint và Form. Thì tương tự như thế thì Google tài liệu nó cũng sẽ có những cái công cụ như này. Đấy. Thì những cái công cụ về tài liệu, trang tính hoặc PowerPoint thì mình đã giới thiệu với các bạn ở trong các cái video trước rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái Google biểu mẫu hay còn gọi là Google Form nhé. Đấy, thì đây là một cái biểu mẫu mà mình vừa mới tạo xong. Thì nó sẽ nhằm mục đích là khảo sát cái đánh giá của khách hàng khi sử dụng bếp từ Blogger. Thì cái Google Form này sẽ ngoài cái việc tạo ra cái khảo sát thì mình có thể tạo ra cái bảng bình chọn, hoặc là tạo ra cái bảng đăng ký tham gia sự kiện, hoặc là tạo ra cái bài thi trắc nghiệm đối với các cái thầy cô mà muốn tạo ra bài thi trắc nghiệm cho các học sinh sinh viên của mình. Thì cái ưu điểm của cái Google Form này thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như là ở đây mình có thể nốt ra một số cái dạng là, thứ nhất là tạo được nhiều cái dạng câu hỏi nhé. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đây là cái câu hỏi, ví dụ họ tên khách hàng thì đây là một dạng câu trả lời ngắn này. Đây các bạn có thể kích vào đây thì có thể thấy được là có dạng câu trả lời ngắn này, câu trả lời đoạn này, câu trả lời trắc nghiệm này, câu trả lời theo dạng hộp kiểm này, câu trả lời theo dạng menu thả xuống này, câu trả lời theo dạng tải tệp lên. Tải tệp lên nhé là các bạn sẽ tải cho phép cái người được khảo sát ấy có thể tải cái tệp hình ảnh hoặc video hoặc các cái định dạng như Word, PowerPoint lên cái Google Drive của mình để mình có thể thống kê lại toàn bộ các cái câu trả lời đấy. Thì bên cạnh đấy thì đối với các thầy cô giáo thì có thể là tạo ra cái tệp này, tạo ra câu hỏi dạng tệp này để cho các cái học sinh sinh viên của mình có thể tải lên các cái file hình ảnh này về bài tập này, hoặc câu trả lời về video, câu trả lời về PowerPoint mà up trực tiếp lên trên cái Google Drive. Và sau khi up xong cái đấy thì cái Google Sheet nó sẽ có cái nhiệm vụ là thống kê lại toàn bộ các cái đường link dẫn đến các cái file up lên đấy. Thì ở đây nha, ví dụ là các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mình cái phần này là cái câu trả lời thuộc dạng ngày tháng. Đây, ngày này. Ví dụ bếp nhà bạn mua từ ngày tháng năm nào thì đây các bạn có thể kích là theo cái định dạng là ngày tháng năm. Đấy. Và trong cái phần này là bếp nhà bạn đã bảo hành lần nào chưa thì mình sẽ tích câu trả lời theo dạng trắc nghiệm. Thì khách hàng chỉ cần tích vào là có hoặc không, tức là đã bảo hành hoặc chưa bảo hành. Và phần tiếp theo câu hỏi là bạn có hài lòng về dịch vụ bảo hành của hãng hay không, thì mình chọn câu trả lời là theo dạng hộp kiểm. Thì khách hàng có thể tích vào là có hài lòng hoặc không hài lòng. Đấy. Thì tương tự như thế thì đối với các cái thầy cô giáo ấy, thì khi mà muốn tạo ra cái bài trắc nghiệm ấy thì cũng có thể chọn theo các cái dạng câu trả lời như thế này. Đấy. Thì cái ngoài cái việc mà tạo ra các câu trả lời, câu hỏi và câu trả lời, cái định dạng câu trả lời như thế nào ấy, thì các bạn cũng có thể trang trí thêm cho các cái biểu mẫu của mình. Ví dụ như cái phần trên này, các bạn có thể bạn có thể nhìn thấy là có cái hình ảnh của bên hãng của bên mình, thì các bạn có thể thay đổi bằng cái cách là kích vào cái phần là tùy chỉnh giao diện này nhé. Đấy, tùy chỉnh giao diện này thì các bạn có thể kích cái phần đầu trang này, các bạn có thể thay đổi hình ảnh bằng cách tải cái hình ảnh lên. Và cái màu của giao diện thì các bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ, ví dụ đây màu đỏ nhé, thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện này màu đỏ này. Đấy, còn màu nền nhé, các bạn có thể chọn thành màu trắng này. Đấy. Màu là sao nó tương ứng. Đây, cái này nó sẽ tự động nhận diện nhé, và nó chuyển sang cái màu tương ứng này. Còn cái kiểu phông chữ thì các bạn có thể chọn cái phông chữ tùy chỉnh.
Và tiếp theo nhá, thì các bạn có thể kích sang cái phần là xem trước này. Đấy, các bạn có thể kích sang cái phần xem trước này để xem cái biểu mẫu khi mà gửi tới khách hàng hoặc gửi tới cái thầy cô giáo gửi cái bài thi tới học sinh sinh viên của mình, nó sẽ có hình thù như nào. Thì đây, nó sẽ có hình thù như này. Đấy. Rồi cái phần câu trả lời nhá. Thì các bạn có thể kích vào đây này. Đấy, kích vào phần câu trả lời này. Hiện tại đang chưa có câu trả lời nào cả. Thì các bạn gửi cái mẫu đây, cái câu hỏi nha. Các bạn có thể gửi này, nhấn vào gửi này. Có thể gửi theo ba cái dạng khác nhau hoặc là bốn cái dạng khác nhau. Thì đầu tiên là gửi qua email, thì các bạn có thể nhập vào đây toàn bộ các email của khách hàng. Thì cái phương án này nó sẽ hơi dài dòng. Và cái phương án thứ hai là các bạn có thể kích vào cái phần đường link này, tức là nó sẽ tự động tạo ra một cái đường link đây. Các bạn có thể kích vào cái phần rút ngắn URL này. Đấy, đợi một chút đấy. Đây thì nó sẽ tạo ra một cái đường link ngắn gọn như này thôi. Và các bạn sao chép cái đường link này lại và gửi cái đường link này tới cho những cái khách hàng, danh sách khách hàng. Các bạn có thể dùng một cái email marketing nhé. Các bạn có thể gửi cái đường link này tới khách hàng và khách hàng có thể bật cái đường link này ra và điền các cái thông tin vào đấy. Hoặc là các thầy cô nhé, thì đã có cái email của học sinh rồi, thì các bạn thì các thầy cô có thể chèn tất cả các email của học sinh sinh viên của mình vào đây, và cái Google Form ấy nó sẽ cái đường link Google Form ấy nó sẽ hiển thị tới email. Và có một cái cách thêm cách khác nữa là các thầy cô giáo có thể kích vào cái nút này và đính kèm cái biểu mẫu luôn trong email ấy, tức là cái học sinh sinh viên của mình sẽ có thể điền trực tiếp các cái câu trả lời trong cái phần email đấy, chứ không cần phải kích sang một cái đường link khác nó hiển thị ra như này nữa. Đấy, thì cái tiêu đề này thì trong cái phần mail thì các thầy cô hoặc là các bạn có thể thay đổi cái tiêu đề của cái nội dung đấy. Và cái phương án thứ ba là mọi người có thể kích vào cái phần frame nhé. Frame này, để nhúng cái frame này. Đây, cái dạng iframe này, copy cái iframe này, dán vào cái trên cái trang web của các bạn. Thì các khách hàng có thể vào cái trang web đấy và thao tác trực tiếp trên cái trang web đấy để tạo ra các cái bảng khảo sát bình chọn. Hoặc là các cái thầy cô có thể có một cái trang riêng, thì cũng có thể là trang website riêng ấy, thì cũng có thể là điền các cái file iframe này vào trong cái trang của thầy cô để các học sinh sinh viên có thể vào làm trực tiếp cái bài trắc nghiệm ở trên đây luôn. Và sau khi mà khách hàng hoặc các học sinh sinh viên điền các cái thông tin vào đây, vào cái bài khảo sát đây rồi hoặc bài trắc nghiệm đây rồi, thì các bạn có thể kích vào phần câu trả lời này này. Đấy, thì nó sẽ thống kê được có bao nhiêu câu trả lời trong cái bài khảo sát, bài trắc nghiệm đấy. Và mọi người có thể kích vào cái phần nút biểu tượng Google Sheet này này, thì nó sẽ liên kết đến một cái, tạo ra một cái bảng tính mới. Đấy nhá, tạo ra một cái bảng tính mới, tạo này. Đấy, thì nó sẽ liên kết với Google Sheet để tạo ra một cái file khảo sát, file đánh giá tổng hợp như này. Đây, đây là cái dấu thời gian, tức là cái khoảng thời gian mà khách hàng hoặc là cái học sinh sinh viên đấy làm vào thời gian nào, thì nó sẽ hiển thị ngay tại cái dấu thời gian này. Các cái thông tin như tên khách hàng này, địa chỉ khách hàng, số điện thoại, nó sẽ hiển thị hết lên trên đây. Đó. Thì như thế này thì các bạn có thể thống kê trực tiếp trên cái Google Sheet này. Và sau khi cái Google Sheet này thống kê xong hết toàn bộ các cái thông tin của khách hàng hoặc là thông tin của các học sinh sinh viên xong, thì các bạn có thể thao tác trực tiếp trên cái file này giống như là trên cái Google Excel mà các bạn hay sử dụng ấy. Về cái ưu điểm tiếp theo ấy là dễ dàng trong cái việc thống kê dữ liệu. Đây thì các bạn có thể thống kê trực tiếp dữ liệu của khách hàng này,
dữ liệu của học sinh sinh viên tại Google Sheet này. Đấy. Và các bạn thống kê xong thì các bạn có thể chia sẻ. Đấy, ví dụ như là nhân viên marketing thì có thể chia sẻ lại với sếp của mình về các cái khảo sát của khách hàng đã thống kê được trong cái file khảo sát đấy. Hoặc là các thầy cô giáo có thể chia sẻ với đồng nghiệp, hoặc là báo cáo với các cái cấp trên của mình về các cái tình hình của học sinh sinh viên đã làm cái bài trắc nghiệm đấy. Rồi về cái phần ưu điểm tiếp theo là dễ dàng chia sẻ. Đây thì các bạn có thể chia sẻ trực tiếp đây bằng các cái nút chia sẻ này, hoặc là gửi cái file trực tiếp đây ở cái phần file gửi này. Đó. Về cái ưu điểm tiếp theo là liên kết được với các ứng dụng khác, thì đây mình cũng đã thống kê rồi. Thì có thể liên kết trực tiếp với lại cái Google Sheet này, và tất cả những cái video hình ảnh thì sẽ được liên kết trực tiếp với lại cái Google Drive đây nhé. Thì ví dụ ở đây là mình sẽ tạo thêm một cái thêm hình ảnh này. Đấy. Nhập thêm một cái phần câu hỏi, nó sẽ ở dạng là tải tệp lên này. Đấy, cho phép người trả lời. Tiếp tục, các bạn ấn vào tiếp tục nhé. Cho phép người. Đấy, câu hỏi bạn đặt ra là các bạn gửi hình ảnh sản phẩm đang sử dụng tới hãng để nhận chương trình khuyến mãi. Ok. Đấy. Trong cái phần này thì các bạn cho phép là khách hàng có thể tải cái file hình ảnh, file video lên cái Google Drive của bạn. Thì các bạn có thể kích vào đây để giới hạn các cái loại tệp cụ thể. Ví dụ ở đây có thể là tệp video này, tệp hình ảnh, tệp âm thanh. Thấy không ạ? Đấy. Hoặc là file PDF chẳng hạn. Đấy. Thì số lượng tối đa của mỗi cái khách hàng up lên, hoặc là đối với mỗi cái sinh viên học sinh up lên là một thôi nhé. Thì đấy, thì cái kích thước tệp tối đa đấy, thì các bạn để tùy ở đây là khoảng tầm 10MB, 100MB hoặc là 1GB. Đấy. Nhưng mà đối với cái dung lượng nó vừa tầm thôi thì các bạn có thể dễ dàng quản lý được, chứ còn file nó nặng quá thì nó sẽ chiếm lên cái bộ nhớ dung lượng của driver. Đây các bạn, trong cái phần này các bạn có thể kích vào phần bắt buộc này để mỗi khách hàng có thể update. Và các bạn lưu ý nhé, những cái phần như kiểu là họ tên này này, các bạn cũng phải kích là bắt buộc này, địa chỉ khách hàng bắt buộc này, số điện thoại bắt buộc nhá. Rồi ok, các bạn xem lại cái biểu mẫu ở bên đây. Đây đây, bắt buộc này, bắt buộc nó sẽ có dấu sao này, dấu sao màu đỏ này. Đấy, thêm tệp này, đó cũng là bắt buộc này. Ok. Và cái đấy là cái phần mà liên kết được với các ứng dụng khác, ví dụ như là Google Sheet hoặc Google Drive để thống kê lại toàn bộ các cái phần câu hỏi, các cái file hình ảnh, video, PDF, Word, Excel, thứ mà các bạn có thể thống kê được ở trên các ứng dụng khác, ứng dụng Google Sheet hoặc Google Drive. Tiếp theo là cái ưu điểm tiếp theo của cái Google Form ấy, đấy là nó hoàn toàn miễn phí nhé. Đối với các cái doanh nghiệp làm cái mức độ nó nhiều thì các bạn phải trả phí, nhưng mà đối với cái phần cá nhân ấy, các bạn có thể tạo ra như này thì nó hoàn toàn là miễn phí, và các bạn có thể tạo ra với hàng trăm cái biểu mẫu khác nhau. Đấy. Thì đấy là các cái ưu điểm khi các bạn sử dụng Google Form. Và trên đây là cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng Google Form, hay còn gọi là Google biểu mẫu của Google,
để các bạn có thể tạo ra các cái bảng khảo sát này, bảng bình chọn đối với các cái doanh nghiệp muốn khảo sát hoặc bình chọn cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ của mình từ khách hàng. Hoặc là các bạn có thể đăng tạo ra các bảng đăng ký tham gia sự kiện, các event ấy, của doanh nghiệp. Hoặc là các đối với các thầy cô muốn tạo ra các bài thi, các cái câu hỏi dạng trắc nghiệm cho học sinh sinh viên của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.